Dạo này xem phim Hàn nhiều riết mê cá món kim chi Hàn Quốc thật sự. Tìm hiểu thì nguyên liệu làm kim chi cũng khá là lỉnh kỉnh, mà đối với một đứa đoảng như mình á thì nếu như làm kiểu thủ công thì nguy cơ toan khá là cao. Vậy nên là hôm nay cùng thử muối kim chi củ cải bằng gói gia vị có sẵn mua ở siêu thị nha. Xem thử là có ngon hay không. Củ cải mà bạn nào sợ hăng á có thể ngâm qua muối tầm khoảng 2 tiếng, rửa sạch sau đó sẽ trộn với gia vị. Mình thì ăn kiểu này vẫn thấy ngon mà lại còn nhanh nữa, không phải bày biện nhiều. Đối với việc nấu ăn á, mình không nhất thiết phải là quá cầu kỳ, miễn sao cảm thấy tiện lợi và phù hợp với khoảng thời gian mình có là được rồi. Gói gia vị thì mọi người có thể mua tại siêu thị hoặc các sàn thương mại điện tử nha. Giá cả thì mình thấy rất phải chăng, tầm khoảng hai mấy 30k thôi là có thể làm một hộp như thế này cả nhà cùng ăn rồi. Cùng thử nha.